Vẽ mọi thứ chỉ bằng một cây cọ quạt. Nghe cọ quạt có vẻ hơi lạ, mà công dụng của nó là hơi bị bá đạo đó nha. Đầu tiên dùng nó để vẽ cây thông thì thôi, đừng hỏi luôn. Chỉ cần để ngang đầu cọ rồi chấm từ trên xuống theo chiều to dần là được cây thông luôn rồi nè. Ông nào sáng chế ra cây này hay thiệt luôn á. Nó sinh ra là để vẽ cây thông luôn đó nha. Tiết kiệm cực kỳ nhiều thời gian so với cách vẽ thông thường luôn á. Ai chưa biết cách vẽ cây thông thì thử liền đi nha. Tiếp theo là vẽ cỏ hoặc là kiểu lá dừa như thế này nè, thì thôi đừng hỏi luôn. Vẽ cái cỏ kiểu này chỉ cần đưa cỏ như tôi là xong hết luôn á. Ê mà vẽ đẹp lắm đó nha, vẽ chiếc lá mà tưởng như đang vẽ chiếc lá luôn á. Chưa hết đâu, ai mà thích hoa hồng thì có thể vẽ hoa lavender như tôi nha. Chấm chấm chọt chọt vài cái là ra luôn rồi nè. Tính ra mà vẽ đúng dụng cụ thì nó cũng nhàn ghê luôn á. Ai mà chưa biết vẽ thì thử coi sao nha. Đó, mất có vài phút thôi mà vẽ được cả một khu vườn luôn rồi nè. Sử dụng S23 Ultra để chụp lại tái hiện màu sắc nhìn siêu thích luôn á. Lưu lại ngay đó nha.